Tại trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đã trao thư, điện và quà của Đảng ta chúc mừng thành công đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba vừa bế mạc một ngày trước đó. Trong bức thư gửi Đại tướng Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba khóa 6 và khóa 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tới sự nghiệp cách mạng kéo dài suốt 7 thập kỷ của Đại tướng, đồng thời gửi lời tri ân tới tình cảm gắn bó thân thiết của ông trong suốt hơn 60 năm qua với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Điện mừng của Tổng Bí thư gửi tân Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Miguel Díaz-Canel, bày tỏ tin tưởng nhân dân Cuba anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thành công các mục tiêu đường lối mà Đại hội 8 đã đề ra. Trân trọng những thông điệp chân thành và món quà quý báu từ Đảng ta, Phó trưởng Ban quan hệ quốc tế của Đảng Cộng sản Cuba đánh giá cao việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm trong số các nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới gửi thư và điện mừng thành công của Đại hội 8 và tái khẳng định quyết tâm mối quan hệ hợp tác thủy chung, đặc biệt giữa hai nước. Hai bên cũng đã thảo luận về một số hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai đảng và hai nhà nước trong thời gian tới.